tiền vệ. Mày định mấy thằng Việt Nam làm sao cho tao thẳng sụt. Mày bị thua đá bàng thì là ăn hết. Nói chung là cầu thủ chúng mày kiểm soát cho tao phải 99 này, số 3, số 7 này, số 3 là chúng nhỏ thế này. Chả sao cả, nhưng mà mình chiến thắng vào phần bộ rồi.